Hello, xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Cường Điện Lạnh nhé. Tiếp tục video ngày hôm nay sẽ lên cho các bác một số mã dàn loa mini này. Với lại một số mã đài cassette các bác nhé. Các bác xem video vui lòng cho em xin một like. Con nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Một em đầu tiên lên cho các bác. Một em này là một em Sony các bác nhé. Tiếng nghe rất là hay luôn này. Hình thức thùng vách cũng còn rất là đẹp nhá, mặt mũi còn rất là đẹp luôn. Bộ dàn mini các bác nhá, một bộ dàn mini Sony này, hình thức thì còn rất là đẹp luôn, thùng vách còn rất là đẹp các bác nhá. Các bác xem video vui lòng cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Vâng, mã nào thì vui lòng liên hệ trực tiếp em qua số 034 417 4335. Đăng ký còn đủ vấn đề các bác nhé. Mã này là mã 237 này. Mã 237 để cho bác với giá là 750k thôi. Bộ dàn món Sony nghe tiếng rất là hay luôn. Để có 750k các bác nhá. 750k. Tiếp theo lên cho bác một bộ nữa này. Tất cả dòng dàn mini, dàn loa mini này thì em chỉ bao được AUX cho các bác nhá. Còn lại là radio với cassette thì về các bác tự thử thôi. Nó sống thì các bác dùng nhá. Còn nếu như các bác muốn dùng thì các bác, nếu như nó không sống thì các bác muốn dùng thì các bác mang đi thợ chỉnh sửa nhá. Còn đây thì em chỉ bao được AUX cho này. Nên cho bác một bộ này là một bộ Victor các bác nhá. Con này nó cả đường USB này, cả USB nhé, mũi còn rất là đẹp luôn. Thức thì rất là đẹp luôn các bạn nhé. Cái dòng này các bác về, nếu bác để ở trong phòng ngủ hoặc phòng trà nghe, ngồi nghe du dương nghe rất là hay luôn các bác nhé. Một bộ này là một bộ Victor này, hình thức thì còn quá là đẹp rồi. Các bác xem video vui lòng cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Theo vương mã nào thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 034 417 4335. Bộ Victor này, mã này là mã 238 này. Mã này là mã 238. Để cho bác với giá là 850k thôi nhá. Đấy, một bộ Victor này. Con này cassette ở đây nhá. Đấy, cassette với radio thì về các bác tự mày mò xem là nó còn sống không nhá. Đây thì em chỉ bao đường AUX thôi. Còn lại là những cái đấy thì về các bác xem thôi, nếu nó sống thì là các bác dùng nhá.
Nếu như các bác nó mà không sống thì các bác muốn dùng thì các bác mang cái thợ để chỉnh sửa nhé. Tiếp theo lên cho các bác một bộ này là một bộ sáp này. Bộ sáp các bác nhé, màu loa còn rất là đẹp luôn này, nó còn đang rất là bụi bẩn nhá, đây là căng của nó nhá. Các bác xem video vui lòng cho em xin một like, bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Hình thức thì còn rất là đẹp, bụi bẩn này, để các bác mình sửa lại nhé, lau chùi lại này. Con này là chỗ này nó là CD này. Này, CD mở lên các bác nhé, CD mở lên này. Bộ sáp các bác nhá, một bộ dàn loa mini hãng của sáp này nghe rất là hay luôn. Cái này về các bác để ở trong cái những cái phòng nhỏ nhỏ, phòng trà với lại phòng ngủ các bác nghe du dương thì đúng là rất là hợp lý rồi. Những đài to này, mã này là mã 239 này, 239, để cho bác với giá là 850k đó nhá. Tất cả mặt hàng bên em các bác chuyển khoản hết bên em bao ship nhá, các bác cọc thì bên các bác nhận hàng và chịu phí ship giúp em này. Cả mặt hàng bên em khi các bác nhận hàng thì các bác vui lòng kiểm tra khi ship hàng còn đang ở đấy nhá, thì có gì thì chúng em giải quyết nó dễ, không có bị sao thì giải quyết nó dễ này. Khi mà đi khách hàng đi rồi, shipper đi rồi, các bác mới kiểm tra thì lúc đấy thì không giải quyết được nhá. Tiếp theo lên cho các bác một số mã đài cassette nhá. Một em đầu tiên lên cho các bác này, em là rất nhiều bác thích luôn. Lại một em Nationa Panasonic các bác nhá, quách gỗ này, con này to hơn cả con hôm qua em lên nhá, to còn đẹp hơn cả con hôm qua em lên này, quá là đẹp luôn, hình thức thì quá là đẹp luôn này. Một em Nationa Panasonic giải tần 90 các bác nhá, hình thức thì quá là đẹp rồi. Các chỉ của các dân tộc anh em là như lời bác Hồ đã căn dặn, là trong hệ thống các cái quan điểm hướng đến đồng bào dân tộc thì có hai điều rất quan trọng mà không thể quên, đó là đoàn kết các dân tộc và nâng cao đời sống thực chất cho đồng bào các dân tộc. Radio thì hoạt động rồi này. Quán triệt và bám sát tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, học trên cơ sở kế thừa phát huy những thành quả đạt được. Hình thức thì quá là đẹp luôn. Ban chấp hành trung ương đã lấy một con là một con Sony các bác nhé. Qua là một con Sony bách gỗ này. Hôm nay là một em Nationa Panasonic này, bách gỗ radio không nhá, hình thức thì quá là đẹp luôn. Đấy, to đẹp hơn cả cái con hôm qua luôn này. Quay cho bác xem hình thức này, quá là đẹp này. Radio để bắt sóng này, giải tần 90 các bác nhá. Cái này về các bác để nghe hoặc trưng bày cũng rất là đẹp luôn. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn này. Mã này là mã 240 này, một em Nationa Panasonic mã 240, để cho bác với giá là 1,5 triệu nhá. Đấy, quá là đẹp luôn. Các bác xem video vui lòng cho em xin một like, bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Các bác mã nào thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 0344174335. Này, tiếp theo cũng lên cho các bác một em này, là cũng là một em radio không này. Đấy, hãng Toshiba,
model là TIH-R1 nhé, Toshiba này. Em Toshiba nhé. Trung ương và tỉnh tiếp tục quan tâm điều chỉnh vốn đối ứng các dự án đối với trường hợp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Chuyển dự án phát triển sản xuất, đặc biệt những vấn đề liên quan đến đầu tư hạ tầng khu vực biên giới, cửa khẩu, cử tri. Đấy, em này là em Toshiba, nhưng mà có giải tần 90 các bác nhá. Một em Toshiba giải tần 90 này. Đấy. Em Toshiba giải tần 90 nhá. Mã này là mã 241 này. Mã 241. Để cho bác với giá là 400k đấy nhá. Các bác mã nào thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 034 417 4335. Và xem video vui lòng cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một cái đăng ký kênh. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em Aiwa này. Một em Aiwa, model là Z20 nhé. Nút niếc anten này đầy đủ này. Hình thức thì còn rất là đẹp luôn, giải tần 108. Trân trọng đại hội nghị trung ương 8 vừa diễn ra, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh Quảng Ngãi phải làm rõ những vấn đề mà cử tri có ý kiến như việc sắp xếp bố trí công việc cho cán bộ dôi dư sau khi được sắp nhập, đầu tư đường giao thông, di dời bố trí tái định cư cho người dân trong vùng có nguy cơ sạt lở cao. Cũng hôm nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải có buổi tiếp xúc cử tri. Radio giải tần 108 này. Hai em và FM bắt rất là nét rồi nhé. Cassette thì nó chưa chạy, cassette thì về các bác nghe cassette thì các bác dọn dẹp lại phần cassette này. Nếu như các bác không nghe đến cassette thì các bác có thể lau chùi vào để nghe radio không nhé. Em một em Aiwa, nút niếc anten thì đầy đủ này. Giải tần 108, hình thức cũng còn rất là đẹp. Mã này là mã 242 này. Để cho bác với giá là 900k nhé. Các bác xem video vui lòng cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Các bác mã nào thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 034 417 4335. Tiếp theo lên cho các bác một em này là một em Victor này. Một em Victor. Model là RC262 các bác nhá. Giải tần 108 này. Nút niếc anten thì đầy đủ này. Là thay đổi là trách nhiệm chúng ta phải làm như thế nào radio thì bắt rất là nghe luôn để chúng ta radio thì bắt rất là nghe nhá, bảo vệ cái quyền độc lập của dân tộc hiện tại thì mới cần giáo nó có quan niệm lâm đồng chúng ta suy luận phát triển những về mặt tôn giáo tất xét thì thấy nó có quay rồi nhá. Up 1.75 yen from 1.75 yen. Cassette ở bộ đang chạy các bạn nhé.
trading your book with a stock channel. Con này đang bị hơi sứt một tí ở cái chỗ góc chỗ tay sách này. Nó cũng không đáng ngại thì nó có bệnh. Cái này thì nó ở mặt đằng sau rồi. Giải tần 108 này, radio và cassette đều vẫn đang chạy nhé. Một em Victor RC 262 này. Mã này là mã 243 này. Với cái tình trạng nó đang bị như này thì để cho bác với giá là 950k này. Các bác xem video vui lòng cho em xin một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Các bác mã nào thì vui lòng liên hệ trực tiếp em qua số 034 417 4335. Tiếp theo lên cho các bác một em này là một em Hitachi này. Cái này nó là cái bụi bẩn các bác nhé. Bẩn về các bác lau chùi được. Lấy cái bàn chải răng các bác đánh được này. Một em Hitachi giải tần 108 này. Model của nó là một em Hitachi model TRK 5610 các bác nhé. Giải tần 108 con này thì nó đang thiếu cái anten. Nếu các bác ưng thì em vẫn bao đủ anten cho các bác nhé. Nút niếc thì đầy đủ này. Hình thức thì còn khá là đẹp luôn. Con này hiện tại đang bị bẩn trên áp này. Không dò được sóng à. Không có anten. Con này hiện tại nó đang chưa thấy rõ sóng với cái này nhá. Trên app nó bẩn về các bác nha. Vệ sinh ngại nhá. Một em Hitachi. Vừa nãy em thử qua là thấy nó có nói rồi nhưng mà để một lúc chắc giờ nó lại bị ấy nên là khi đưa lên này nó đang không chưa nói cái này, trên app nó bẩn này. Về các bác vệ sinh ngại đây. Mã này là mã 244 này. Để cho bác với giá là 850k thôi. Về các bác này. Con này là vừa nãy em thử là nó trước khi em lên video là em đã thử qua là nó đã chạy rồi nhưng mà để một lúc sau nó lại không mấy. Cái này về các bác vệ sinh tháo ra là các bác xịt XG17 và các bác vệ sinh là cũng được. Cassette thì này là nó chưa chạy rồi. Cassette thì về các bác phải dọn dẹp lại cái phần cassette ra thôi. Anten thì em vẫn bao đủ anten cho các bác nhé. Cho lên cho bác một em này là một em Nationa này. Một em Nationa nhá. Nút niếc anten đầy đủ này. Giải tần 108, con này nó cả đường line in các bác nhé. Chạy DC 9V này. Em Nationa. Đầu dây kia đâu nhỉ? Đầu dây âm dương rồi. Các bác xem video vui lòng cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Các bác mã nào thì vui lòng liên hệ trực tiếp em qua số 034 417 4335. Đầu dây kia. Cái đầu dây để thử. Bác chờ em một chút nhé. Em đi tìm cái đầu dây để thử vì cái dòng này nó có là nó thử âm dương nên là không đúng là không không thể cắm được các bác nhé, chưa biết đã nó chỗ nào rồi.
Nút đâu rồi? Hiện tại giờ em đang không biết là nó chỗ nào nhá, đỡ mất thời gian các bác ơi con. Hả? Con này thì là em vẫn bao là nó chạy đang sống các bác nhá. Nó đang chạy radio này. Đấy, nhưng bây giờ em đang chưa tìm thấy dây. Em vẫn là bao là đang chạy radio nhá. Cassette thì nó chưa chạy. Hình thức thì còn rất là đẹp này. Em cứ lên mã cho nó nhá. Còn em là vẫn bao là nó còn sống và đang chạy radio là vẫn đang chạy nhá. Giải tần 108 này. Cassette thì về các bác phải dọn lại thôi. Mã này là mã 245 này. Để cho bác với giá là 950k nhá. Bác mua mã nào thì vui lòng liên hệ trực tiếp em qua số 034 417 4335. Xem video vui lòng cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Để tiếp theo lên cho bác một em này nữa. Rất nhiều bác thích luôn. Một em Nationa RQ548 các bác nhá. Một em loa tần giải. Loa kiểu loa tần giải. Nghe rất là hay luôn. Những cái dòng này thì các bác nghe nhạc của với ấy thì nghe quá là hay luôn. Quá là đỉnh luôn nhá. Loại này loa tần giải thì nghe miễn là chê rồi. Ai mà đã từng nghe thì là ai đã từng nghe rồi thì là không muốn nghe sang đến những cái loại còn khác nha. Loại loa tần giải này nghe sướng. Như vậy là những vấn đề mà EC tham gia chỉ ra radio để hoạt động là chúng ta thể hiện một sự nghiêm túc nhất để triển khai. Họ thấy rằng là đúng cả hệ thống chỉ vào cuộc đã có những chuyển biến tích cực như thế. Hy vọng là sẽ hưởng được thời gian sớm. Sóng của nhà em thì nó dùng đến nhiều, nó bắt thì cái này nó giải tần 90 nên chỉ bắt được AM rồi này. Hình thức thì quá là mới rồi, quá là đẹp luôn các bác nhá, quá là mới là đẹp luôn này. Nút niếc anten thì nó quá là đẹp luôn nhá, không chê ở đâu này. Con này thì cassette là em thấy là nó ấn tua cái nó lại dừng lại luôn này, thì cái này là về dây, nó về phần dây cura này, về các bác phải thay lại cái dây cura. Nếu như nghe cassette thì các bác thay lại dây cura nhé. Một em Nationa RQ548 này. Hình thức thì quá là đẹp rồi. Nó gọi là đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Gần như là mới luôn. Đây. Quay cho các bác xem. Mặt quá là mới luôn nhé. Cái loại loa phễu loa tần giải này các bác nghe thì chấm hết này. Mã này là mã 246 này. Để cho bác với giá là 1,5 triệu nhá. Và xem video vui lòng cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Nếu không có nào thì vui lòng liên hệ trực tiếp em qua số 034 417 4335. Đây. Tiếp theo lên cho bác một em này, như kiểu là một cái tàu ngầm luôn các bác nhá. Đấy, một em Panasonic này. Một em Panasonic model là RX-FD65 các bác nhá. Giải tần 108 này. Con này thì nó cả đĩa với này, cassette này. Radio thì giải tần 108. Để em thử em. Đèn rất là đẹp luôn các bác nhá. Còn lại trong vụ án theo quy định của pháp luật. Trước đó, công an thành phố Tuy Hòa phát hiện một nhóm đối tượng từ tỉnh Hà Nam và thành phố Hà Nội đến lưu trú trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, hoạt động cho vay lãi nặng lên tới 800% một năm. Tin của cộng tác viên Nhã Huyền. Bước đầu công an xác định trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2000. Nghe rất là phê luôn các bác nhá. Giải tần 108 này. Cassette thì thử xem là cassette con này nó có chạy không. Cassette chạy cái lại dừng luôn các bác nhá. Có nhận cassette nhưng mà nó nhận chạy cái nó lại dừng luôn. Này thì về các bác phải em dọn dẹp lại phần cassette này. Cả hai bên đều vậy nhá. Bên 1 và bên 2 đều vậy thôi. Cái này thì về các bác phải dọn dẹp lại phần cassette. Con này thì về các bác phải làm lại gân nhá. Gân của nó thì các bác làm lại gân.
dân này thì làm thì nó cũng chỉ hết mấy chục thôi. Con này nó cả đường lay in này, đây tiện đây xem là cắm cho các bác nghe thử xem là cái đường lay in nó. Lai nhìn nghe rất là hay luôn các bác nhé. Một em Panasonic này. Đấy. Hình thức thì quá là đẹp luôn nha các bác nhé. Đấy. Này về các bác làm lại cái cassette với lại cái gân này. Gân này thì làm thì nó chỉ mấy chục luôn. Đấy. Các bác chỉnh sửa lại phần cassette nhé. Một em giống như kiểu là một em tàu ngầm luôn. Rất là to, rất là đẹp luôn. Lai in nghe quá là hay nhé. Cái này các bác làm lại gần nữa nghe quá là phê rồi. Mã này là mã 247 này. Để cho bác với giá là 1.3 triệu nhé. Một em Panasonic. Quá là đẹp luôn này. Mặt trước mặt sau cho bác này. Quá là đẹp luôn nhé. Đáp ứng mã nào thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 034-417-4335. Và xem video vui lòng cho em xin một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Theo lên cho bác một em này là một em Hitachi này. Một em Hitachi giải tần 90 các bác nhá. Con này thì nó có 3 đường sóng này. 3 băng giải tần này. Nói em SM vậy. FM luôn này. Trong đó có lệnh cấm nhiên liệu và lương thực. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas đã bước sang ngày thứ ba, khiến 493 người Palestine thiệt mạng, hơn 2.700 người bị thương, trong khi phía Israel ghi nhận hơn 700 người thiệt mạng và 1.200 người bị thương, nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này đã đề nghị Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OIC họp khẩn về các diễn biến trong khu vực sau khi xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel leo thang. Thưa quý vị, radio thì hoạt động rồi các bác nhé. Con này thì nó cả mic này. Có cả mic luôn nhá. Mic thu này. Nút niếc anten thì đầy đủ này. Đấy, trước thì còn rất là đẹp luôn. Một em Hitachi. Model TRK 1280 nhá. Mã này là mã 248 này. Hai bốn tám để cho bác với cái giá là 1.2 thôi nhá. Các bác mã nào thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 034-417-4335. Các bác xem video vui lòng cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Tiếp theo lên cho các bác trả cho bác mấy mã đài này là đài Aiwa các bác nhé, giải tần 108 này, model là CSVK31 nhé, giải tần 108, hình thức thì còn khá là đẹp luôn. Con này thì đang bị thiếu cái anten này, nút niếc thì đầy đủ này, để em thử cho các bác nhé. Liên tục nói rằng phong tỏa và tấn công liên tục vào Gaza là nhằm phá hủy khả năng quân sự của Hamas. Radio thì hoạt động này. Rõ ràng điều họ làm là thấy không còn quay, quay nhá. Có thể có một con đường khác, nhưng nó không thể bỏ qua cuộc sống và quyền của người dân. Radio thì hoạt động, cassette thấy vẫn còn quay này. Nhưng mà bên này thì cassette không thấy mở được. Như người kêu gọi Israel. Đấy. Vasily Nebenzia kêu gọi thay vì chỉ trích một trong hai bên, Hội đồng Bảo an cần phải giải quyết tận gốc vấn đề của cuộc xung đột vốn đã bị. Radio thì hoạt động các bác nhé. Cassette thì về các bác xem là các bác
phần nào cassette đấy thì các bác có chỉnh sửa lại phần cassette nhé, lên cho bác cả cặp luôn này. Mã này là mã 249 này, 249 để cho bác với giá là 700k đó, 700k một đôi các bác nhá. Một đôi này, Aiwa CSVK31, hình thức cũng còn rất là đẹp luôn, giải tần 108 này. Các bác xem video vui lòng cho em xin một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Nếu không ai nào thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 034-417-4335. Lên cho bác một cặp này nữa này, một cặp này nữa các bác nhé. Một em Aiwa cũng là CSVK31 và một em này là CSVK25 này, đều là giải tần 108 nhé. Con này thì anten nút niếc đầy đủ này, con này thì đang thiếu anten này. Là nỗ lực chạy đua với thời gian để đưa hàng cứu trợ đến tỉnh Iraq tâm chấn của trận động đất. Giám đốc quốc gia chủ trì Save the Children tại Afghanistan Asad Malik cho biết. Radio thì hoạt động rồi các bác nhé. Cassette thì phải các bác nghe máy lại các thử cái phần cassette này. Này lên này lên xả cho các bác rồi. Những dòng này thì nó lâu nó bụi bẩn cái trên áp này các bác, để các bác cứ vệ sinh lại tí là nó lên rồi. Cứ dây đi dây lại hoặc là có cái tí GB7 các bác xịt là nó sạch cái trên áp là nó lên rồi. Con này thì nó có vào điện nhá, này có vào điện nhưng mà trên áp nó đang bị bẩn nên là này có thời gian các bác xịt GB7 các bác vệ sinh lại cái trên áp hay là hoạt động như bình thường nhá. Giải tần 108 này. Mã này là mã 250. Để cho bác với giá là 650k thôi. Đáp ứng mã nào thì vui lòng liên hệ trực tiếp em qua số 034-417-4335. Và xem video vui lòng cho em xin một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Tiếp theo lên cho bác một cặp này nhé. Một cặp này. Một em Aiwa CSVK25 này. Và em trong này là em Hitachi. Hitachi TRK-VK200 các bác nhé. Con Hitachi này thì hiện tại nó đang thiếu cái anten. Đều là giải tần 108 này. Là người đầu tiên cung cấp cái nhìn toàn diện về đóng góp của phụ nữ vào thị trường lao động. Nghiên cứu của bà không chỉ hé lộ các xu hướng mới, phát hiện nguyên nhân của sự thay đổi mà còn biết. Radio thì bác rất là nét rồi nhá. Em Hitachi này. Ben cho biết. Giải điều mà rất là nét luôn. Mọi người vẫn thường nghĩ nữ giới vẫn tụt hậu hơn trong thị trường lao động, nhưng nghiên cứu của bà ấy đã chỉ ra rằng. Đấy. Một cặp này luôn các bác nhá. Mã này là mã 251 này. Để cho bác với giá là 750k đó. Mã 251. Một cặp là 750k các bác nhé. Các ứng mã nào thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 034-417-4335. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi đến kênh của mặt hàng bên em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sau.